Ồ, mới hồi sáng này là mấy sếp xuống thì bây giờ là cũng đang có những mấy anh bên bên xưởng xưởng đất đá thì đang làm rồi của chú anh chị. Về luôn chứ làm gì vậy? Tưởng đâu chốt dớt cuối cuối mà ai ngờ không được luôn. Đó, cô chú anh chị sẽ lót nền và làm một cái máy luôn cô chú anh chị. Đó. Ship đến là mình đã bắt đầu có những cái dự án ở đây để cho mấy anh em và cũng như là khán giả về đây viếng thì cũng có chỗ khi mà mưa gió thôi đó, có chỗ che. Tự nhiên thấy mà anh biến mất, em mới thấy ngồi đó em tham gia thấy mất tiêu, tưởng đi đâu hết trơn. Ai ngờ có chuyện. Ghê à, nhát cuốc đầu tiên luôn. Này không biết làm rộng không ha. Đó, bây giờ thì mấy anh đang chạy cũng được một mớ cỏ rồi cô chú anh chị. Ba dặm ra mà ba hỏi đau không? Hơi ngược hướng á. Rồi da. Rồi, cặp sát sau vô. Rồi, chạm lắm đi. Vậy luôn. Vô tình thôi đúng không? Đẹp. Em đi gà. Quá rồi nè, không nói được heo cũng như vậy. Em đi lại gần chồng em. Sau đó sẽ lót gạch và bước cuối cùng có thể là dùng một cái căn chòi hoặc cái căn lều theo 15 mét gì đó là như vậy. Căn gì? Một là căn lều. Ừ. Hai là căn chòi. Ừ. Ba là căn nhà. Ừ. Bốn. Bốn là khách sạn 5 sao luôn cho anh em nghỉ mát lên. Khách sạn 5 sao.
ngàn sao. Chú mình có dựng cái khách sạn này không hả chú? Khách sạn ngàn sao. Chắc là khách sạn ngàn sao á. Em nghĩ là mấy chú là ôi, sang lắp mặt bằng trước. Ủa vậy là có cái đóng cái cọc hết rồi phải không? Đóng cọc hết rồi, cái việc thực hiện thôi. Chỉ mới hồi sáng này mới sếp mới nói xuống là giờ có bán vẽ được hết luôn ha. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ nói giờ mấy anh làm luôn ha, trong trưa luôn. Chỉ trong vài tiếng. À, cho mình đưa. Ở đây có cái cây trầm nữa nè, mới mốt cái ngồi đây kéo nổi 200 luôn ha. Ủa cái lúc anh Ngọc ở đây là có cây trầm này chưa ta? Có rồi. Có trái phải không? Chưa. Vậy là qua rồi. Tại vì lúc hổm là tụi em cũng qua đây 200 ăn rồi đó. Đó rất là mừng luôn cô chú anh chị, bởi vì có một cái chỗ che nắng che mưa cho mấy anh em ở đây. Bởi vì khi mà trời mưa hoặc là nắng thì em thứ nhất là nắng là phải kiếm dù, mưa cũng vậy, còn không là mưa lớn quá dội thì cái dù nó không thể nào mà nó có thể là bảo vệ cho mình không có ướt của chú anh chị. Thì mình phải chạy lên nhà chờ, mà một là đi cái nhà chờ ở phía trên đó thì nó rất là xa. Gặt tới kìa anh. Hả? Bây giờ thì gặp tới luôn nè cô chú anh chị. Ồ, gặp tới luôn cô chú anh chị ơi. Cái này theo nghĩ chắc là đưa gạch vô xong rồi lấy cái máy nó đẩy lại là xong chứ gì. Phải không? Anh nghĩ đúng không? Là nhanh thôi. Đó thì đây là cái động thái thứ hai. Động thái đầu tiên hiện nay mình làm bếp dự đoán đó chính là mấy anh em bên nhân viên á là sẽ dãy cỏ ha, sau đó sới đất và tạo cho có một cái mặt bằng đi. Sau đó sẽ lót đá hoa cương nha, cái này là đá hoa cương, cương đó, đá lót đá hoa cương cho nó sạch sẽ. Và cái bước cuối cùng đó chính là sẽ dựng một cái lều hoặc là một cái trại hoặc là một cái khách sạn 5 sao gì đó ở đây để cho các anh em YouTube hoặc, hoặc là lấy cái căn rạp bỏ như đây là xong. Và cái cuối cùng có khả năng là cái khách sạn ngàn sao ha. Nhưng mà không có đâu, sáng 15 hết nghe rõ ràng là sẽ có mái che luôn cho thì mái che, cái đó cũng là mái che. Tránh mưa tránh nắng nha. Tránh mưa tránh nắng á, đúng rồi. Thì cái tại cũng vì, phải mái che. Các chú thấy là thương các anh em chạy ra chạy vô. Mưa mấy chú hỏi mưa mấy anh em chạy đâu? Thì mấy anh em mới trả lời là mưa thì một là mình mặc áo mưa, hai là mình che dù, ba là mình chạy lên nhà chờ. Đó thì mấy chú thường có mấy chú làm luôn cái mái che ha. Như sáng mình làm bếp nói là chú ở bên chú Thần chú nói là mấy anh bảy nói sao mà chú chủ tịch kêu giờ kêu làm cái mái che gấp có lót nền luôn. Đó thì cái thông tin nó chính xác nha. Đó thì chiều nay là bên phía Hòa Duyên họ đã có những cái động thái đầu tiên luôn nè, rất là nhanh luôn ha. Mà chỗ này á họ biết sao nó hơi có mũi mình chỗ này nó phải có... mua một cái nhân mũi theo. Đúng, cái như mình động thái của mình là sẽ mang nhân mũi ha, mình phải cẩn thận. Rất là vui ha. Em ghét nhất là những cái con muỗi nó cắn em. Nó cắn chịu nhất không nổi. Em nghĩ là như vậy, cái bỏ cái căn cạp lên là xong. Là ngày nay coi như xong.
Ôi. Có ống nước luôn. Ủa sao biết hay ha. Ừ. Mấy ông này ông đào ống nước, ông gắn ống nước mà. Có mái che. Đó bây giờ thì mấy anh đang làm được của chú anh chị đó để chuẩn bị lót nền luôn. Và tiên xin chào quý ông bà cô chú. Nha. Thì tiên sẽ cập nhật tiếp tình hình ở trước mộ của cậu Năm để cho cô chú anh chị theo dõi ha. Bây giờ tiên xin chào và hẹn gặp lại.